and the winner of Miss World 2012. Và điều đặc biệt nhất đến nay, Hoa hậu thế giới 2012. The People's Republic of China đã thuộc về Hoa hậu nước chủ nhà Trung Quốc. Vũ Văn Hà năm nay 23 tuổi và cô đang học ngành âm nhạc. Cô muốn trở thành một giáo viên âm nhạc. People's một niềm vui rất lớn dành cho những người dân Trung Quốc. Một lần nữa chúng ta cùng dành những tràng pháo tay cho Hoa hậu Thế giới năm 2012. Đại diện đến từ Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, buổi tường thuật trực tiếp đêm chung kết cuộc thi hậu thế giới năm 2012 của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ.